Không khó để bắt gặp những tư thế ngồi học sai của học sinh hiện nay như ghì sát xuống mặt bàn, ngồi vẹo, khom lưng. Về lâu dài, nếu không được khắc phục kịp thời, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vóc dáng của trẻ khi bước vào độ tuổi trưởng thành. Từng điều trị cho nhiều học sinh bị căn bệnh này, lương y Kim Văn Trường cho biết, cong vẹo cột sống tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng để biến chứng nặng cũng gây ra rất nhiều hệ lụy về hình thể và sức khỏe lâu dài của các em học sinh. Có những cháu chân cao chân thấp, bị thọt chân, và có những cháu bị lưng như cái hình chữ S ngang, và có một số cháu lặng teo một nửa người. Khi các cháu bị vẹo một nửa người là một bên phổi gần như là bị hoạt động rất là kém. Điều đáng nói là hiện nay nhận thức trong cộng đồng về cong vẹo cột sống ở trẻ còn chưa cao. Qua buổi khám sàng lọc ban đầu tại trường tiểu học này cho thấy tỷ lệ trẻ cong vẹo cột sống đáng để lưu tâm. Bởi trẻ dành phần lớn thời gian học tập ở trường nên việc rèn luyện cho các con tư thế ngồi học đúng ngay ở trường lớp là điều vô cùng cần thiết. Khi đi học và làm bài ở nhà thì các con ngồi phải tư thế phải thẳng, không được tì cạnh sườn vào bàn để viết. Tại vì khi tì như thế làm cho cong vẹo cột sống, các con sẽ bị một chân dài, một chân ngắn. Chả bạn nào ở đây muốn như thế, đúng không các con? Con thấy rất là nhiều bạn bị cong vẹo cột sống. Và từ bây giờ bọn con sẽ nhắc các bạn ngồi thẳng lưng, dù là ở lớp hay ở nhà. Thì con có ngồi kiểu là vặn vẹo cho thoải mái, và bây giờ thì con sẽ không như vậy nữa. Nếu không thì sẽ bị cong vẹo cột sống ạ. Chúng tôi cũng sẽ được bên bệnh viện châm cứu sẽ đến thăm khám cho các con của tiểu học Kim Liên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có được cái sự kết hợp của các cái đơn vị mà có các cơ quan có chức năng, có chuyên môn tiếp tục sàng lọc và thăm khám cũng như là hỗ trợ hướng dẫn cho cha mẹ học sinh để điều trị kịp và phát hiện và điều trị kịp thời. Theo các chuyên gia, với điều kiện y học hiện nay, bệnh cong vẹo cột sống có thể điều trị được. Bệnh nhân cần được thăm khám sớm để tìm ra phác đồ điều trị phù hợp. Nhưng quan trọng hơn hết là các bậc phụ huynh cần đồng hành cùng nhà trường để nâng cao nhận thức, phát hiện sớm, can thiệp sớm, tránh để biến chứng nặng của cong vẹo cột sống cho trẻ em.